Tiếp theo là một cây hoa phượng nha quý vị. Cây hoa phượng này 6 7 năm tuổi rồi nha quý vị. Nằm trên đậu là nó có bông rồi đó nha. 200k bao cái ship nha. Anh nào mua thì cọc trước 100, còn lại shipper thu hộ nha quý vị. Cái cây này á, là cái khúc dưới này nè, khúc cong cong này nó chết rồi nha quý vị. Tới đây thôi nha, nó khô à. Là mình về mình chỉ chơi cái ngọn này thôi nè, khúc ngọn này với cái đường thân này nè. Đó. 6 7 năm tuổi rồi nha quý vị, chắc 7 năm á. Cắt ngang đây nè. Tôi đóng hàng rồi tôi cắt ngang đây nha quý vị. Bỏ cái tàn nha chứ tôi không để cái tàn này nha, tôi cắt ngang đây nè cho quý vị nè. Tôi lấy thùng mì tôi ốp vô tôi quấn đi nha. Về nó có chạy chỗ sơ sơ gì quý vị chịu nha quý vị, chứ cái này tôi không thể nào đóng vô cái thùng gì được hết nha quý vị. Tiền phí ship với tiền này nọ là hết 50-60 ngàn rồi đó, 60k rồi đó. Rồi vậy ha quý vị ha. Cắt vô đóng thùng thì nó về quý vị thì chừng tháng 1 là nó tùm rồi nha quý vị. Rồi xuống luôn ha, 200k cây hoa phượng nha, để nguyên cái bầu luôn, cái bầu nó nặng lắm à. Trên 5kg, 6kg đó. Rồi xuống luôn quý vị. Cái lon bò cụm tỷ lệ nha.